bạn đang làm gì vậy? Dạ em không nghe gì hết chị ạ. Bây giờ là bạn khởi hành đó. Dạ. Hả? Xin chào tất cả các bạn, hiện tại trên tay Tuyền Tăng chính là siêu phẩm tai nghe chống ồn đến từ Sony VKH-1000XM3. Và liệu chiếc tai nghe này có thật sự hay ho đến như vậy hay không? Thì hãy cùng với Tuyền Tăng dạo một vòng Sài Gòn để lắng nghe trải nghiệm của các bạn khán giả nhé. Bạn đang uống gì á? Bạn không nghe à? Em không nghe. VKH-1000XM3 là chiếc tai nghe chống ồn cao cấp nhất hiện nay của Sony vừa được ra mắt tại Việt Nam với thiết kế gọn nhẹ hơn. Tính năng chống ồn được nâng cấp nhờ sở hữu công nghệ chống ồn tiên tiến nhất hiện nay, mang đến cho 1000XM3 hiệu quả chống ồn tốt hơn gấp 4 lần so với đời cũ. Chỉ với thao tác đơn giản, đặt lòng bàn tay lên ốp tai bên phải, tính năng nghe thông báo nhanh sẽ được kích hoạt, nhạc sẽ tự động giảm âm lượng để bạn có thể dễ dàng đối thoại với những người xung quanh. Rồi bây giờ bạn nghe Tuyền nói gì chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ bạn nghe mình nói gì chưa? Dạ nghe chị. Dạ nghe em nói gì chưa? Nghe. Khi áp vô thì em có thể nghe được chị nói gì. Phần tai nghe bên phải được trang bị một bảng điều khiển cảm ứng. Bạn chỉ cần lướt nhẹ sang trái hoặc phải để đổi nhạc, lên hoặc xuống để tăng giảm âm lượng, hoặc chạm hai lần để dừng hoặc chơi nhạc. Còn một cái trải nghiệm rất là thú vị nữa, có ai đồng ý đi tiếp với mình không? Bạn ơi, em giới thiệu với anh đó chính là chức năng nghe thông minh, có thể nhận biết được là người dùng đang là đi bộ, di chuyển hay là ngồi để có thể điều chỉnh âm lượng phù hợp. Cho nên là anh vẫn có thể nghe được tiếng của Tuyền nói đó. Hình như là em vừa nghe thông báo à. Nghe rõ không? Dạ rõ chị. Vậy mình thấy thì tai nghe này nó rất là tiện cho mình, đó mình cần không gian để mình nghe nhạc như là mình thư giãn. Khi mà mình nghe thì cảm giác rất là thoải mái và mình không bị những tiếng ồn làm mất đi cái âm nhạc của mình đang thưởng thức. Phù hợp với những người năng động. Em rất thích sản phẩm này. Hy vọng một vòng Sài Gòn vừa rồi đã mang đến cho các bạn những cảm nhận khác nhau về chiếc tai nghe mới nhất đến từ Sony VKH-1000XM3. Và nếu như cảm thấy thích thú, tại sao hãy không cùng tự đến trải nghiệm tại cửa hàng Sony gần nhất.